chút rồi đáng ấy là rồi. Cò đang té nó đậu tuốt qua ngọn cây mà đi là nó động. To. Chứ mà kệ này. Nó cây kệ đó. Cây an rồi có chi. Cây đây là không biết bươn như thế kỷ nè. Mấy lớp ông cô rồi ông cô chị thua không biết nó có từ cái thời này. Tấu nó về đông cứt lắm, về nó đậu trén hay cây cây thôi. Mà thường thường là ở đây là coi rừng đẹp lắm, coi rừng rất là đông. Đây là cây cày, ở đằng rừng này thì nếu mà cây lớn là bò cày. Cái khu rừng này là nó rất là lâu, là nó phải nó là cái thời kỳ phải nó xoa xưa lắm. Cày hay là chủ yếu ha, là cây sến, mít và cây tộp thì trong đó có mấy cây đủ là cây hết á. Nói chung là cái khu rừng này là nó cấm cho nên là nó không có đồng lạ là một lạ cây. Nó rất nhiều cái tên cây mà mình nói chung là cái lớp hậu sinh mình cũng không có rõ về cái tên tuổi những cái cây trong cái rừng này được. Cũng biết một chút ít gì đó thôi. À đây có tổ bảo vệ chứ. Tổ bảo vệ đây là nam ngự. Thường xuyên đi kiểm tra là nếu mà thấy khóa bốc ở gần rừng thì kiểm tra. À, rồi hàng tháng là kiểm tra thì cái dân có chẹt phá gì không. Rồi hàng năm là hộp lại cũng tổng kết là trăng năm đó có cây chẹt đấu hoặc là có chá rừng được không. Thì nói chung cũng tuyên dương những anh em mà bảo vệ rừng. Là bảo vệ tốt rừng. À, là phải nói là cỡ hơn mấy năm nay là không bao giờ mà xả ra cái chuyện cháy rừng ở cái khu rừng này. Chụp đi. À. Rất đẹp. Thấy không? Đẹp lắm chứ. Đúng là bùa rễ đồ tỏa rồi. Khó mà kiếm cái cây rồi chứ dễ đâu. Tinh thần chủ yếu là trách nhiệm của sớm của loàn bảo vệ vậy thôi. Mà cũng phải nói là dân rất tự do không có mà rà mối về cây chân rừng ấy chứ. À, nó là mùa mưa, mùa gió, mùa bổ thì nó ngỏ cây nào nó ngỏ thôi chứ cũng không có dân không có mà đóng chẹt quá. Kể cả cây mít chứ gỗ quý cũng không dám mà. Rồi cây trăm rồi đó gỗ cũng tương đối tốt nhưng mà cũng thật sự là không mà đấu cũng phá chị hết.